tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ ngày hôm nay, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m. Ngày hôm nay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 70mm. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 15-18°C, khu vực vùng núi từ 12-15°C, vùng núi cao có nơi dưới 10°C, Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19°C. Tại Hà Nội, độ ẩm trung bình trong ngày trên mức 80%, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3. Khoảng cách về nhiệt độ giữa ngày và đêm được thu hẹp, dao động trong ngưỡng từ 18-20°C. Khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên, từ chiều nay có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Còn tại Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhất là các tỉnh miền Đông Nam Bộ với nhiệt độ duy trì ở mức 35-37°C. Do độ ẩm không khí thấp khoảng 40%, nên quý vị sẽ càng cảm thấy oi nóng hơn vào trưa chiều. Riêng các tỉnh ven biển miền Tây thì dịu hơn 31-34°C. Ở Tây Nguyên, sáng sớm trời mát, đến trưa chiều trời cũng nắng mạnh, nhiệt độ cũng tăng nhanh từ 31-34°C, Gia Nghĩa 35°C. Sau đây là dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 18-20°, nhiệt độ cao nhất từ 20-22°. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày mai trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16-19°, có nơi dưới 19°, nhiệt độ cao nhất từ 20-23°, riêng khu vực Tây Bắc 23-26°. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3. Vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày mai trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16-19°, vùng núi từ 13-16°, có nơi dưới 12°. Nhiệt độ cao nhất từ 19-21°, có nơi dưới 21°. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, phía Nam có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Từ chiều mai có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió nhẹ. Từ gần sáng, phía Bắc gió chuyển hướng Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày mai trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22°, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 21-24°, phía Nam từ 24-27°. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, phía Bắc từ chiều mai có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 21-24°, nhiệt độ cao nhất từ 29-32°, phía Nam có nơi trên 32°. Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 17-20°, nhiệt độ cao nhất từ 31-34°, có nơi trên 34°. Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24-27°, nhiệt độ cao nhất từ 32-35°, riêng miền Đông 35-37°. Dự báo thời tiết biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, từ gần sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, từ gần sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa dông. Gió Đông Bắc cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4, từ mai chuyển gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km,
gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Riêng Ninh Thuận từ đêm mai gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động, sóng cao 0,5 đến 1,5 mét. Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Từ đêm mai gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng cao 1 đến 2 mét. Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4, sóng cao 0,5 đến 1,5 mét. Quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Từ đêm mai gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 đến cấp 8 biển động, sóng cao 0,5 đến 1,5 mét. Quần đảo Trường Sa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, sóng cao 1 đến 2 mét. Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, sóng cao 0,5 đến 1 mét. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, với tổng lượng mưa có thể trên 70mm. Ngoài ra, từ chiều nay đến ngày 21 tháng 3, khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các con sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại nơi trũng thấp. Cơ quan khí tượng khuyến cáo, miền Bắc sắp bước vào thời kỳ giao mùa, tức là từ tháng 4 đến tháng 5. Trong khoảng thời gian này, không khí lạnh thường gây ra các đợt mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo sau đợt mưa này, miền Bắc có khoảng 2 đến 3 ngày trời tạnh giáo, ít mưa. Từ khoảng ngày 22 tháng 3, miền Bắc chuyển thời tiết có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, riêng vùng núi từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 3 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, bộ phận không khí lạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 15 đến 18 độ C, khu vực vùng núi từ 12 đến 15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 đến cấp 9 biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng, riêng thời kỳ từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 3, nắng nóng ở miền Đông Nam Bộ có khả năng suy giảm. Các chuyên gia cảnh báo mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.